Đây có mốc rừng phòng hộ, chưa thấy cái mốc biên giới. Ở phía xa xa mà có những cái lằn mà vàng vàng ấy, những con đường ấy, thì đấy chính là phần đất của Trung Quốc rồi nhé. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh của anh em Huy Béo nhé. Đây, thằng Béo đây. Hello, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay anh em mình bắt đầu series khám phá những bản làng ở giáp với biên giới Việt Trung. Thì hiện tại anh em mình đang có mặt tại Ma Xí, là một làng nhỏ rất gần với Trung Quốc, giáp biên giới Việt Trung. Thì hôm nay anh em mình mời mọi người khám phá xem ở đây cuộc sống người dân có những gì nha. Đi nhỉ? Đi không? Đây, tiện thể giới thiệu với mọi người nhé. Em Exciter này, gắn bó với lại anh em Huy Béo từ những cái tập những cái video đầu tiên ở bên Má Tìa nhé. Còn Exciter này năm bao nhiêu nhỉ? Năm 18 ấy nhỉ? Năm 18 ấy. Từ hồi còn chưa có dịch cơ. Làm du lịch. Hôm nay Huy với lại em, hai anh em đi vào thì đi vào Ma Xí thì cái lúc đầu đi ấy thì là cứ nghĩ nó là đường nó khó khăn lắm, nhưng mà bây giờ đi này thấy bây giờ đường nó đổ bê tông rộng đẹp ấy. Đấy, dân làm gì đây? Làm gì đây à chị? Vải. Làm vải, à vải lanh đấy phải không? Vải lanh. Cái này làm từ cây lanh ấy đúng không? Rồi, cái, rồi. Cái này là để cuốn người quân, như kiểu xá ướp ấy. Đúng rồi. À. Đấy, cách làm vải lanh. Cái này là dệt xong rồi. Cái này làm một tấm vải như này mất bao lâu chị? Một tấm này mà. Một tấm này á. Ừ. Một tuần à, một tuần là một tấm là từ từ lúc từ lấy cái cây lanh ra à. Trồng lanh mà người ta tước vỏ không, từ lúc là cái cây lanh thì phải lo lâu đấy à, có nghĩa là lúc chặt cây lanh về bắt đầu phơi trước là mất một tuần à, cũng lâu quá nhỉ. Đây là một à, thì cái đường này đi vào Ma Xí đúng không? Cứ đi thẳng là vào. Cứ đi thẳng thôi. À vâng. Ở trên này có một cái nhưng mà cái đấy đi bản thùng. À bản thùng rồi. Bản thùng thế là bản thùng là đi rẽ phải rẽ trái chị. Bản thùng là ngay trên này thôi. À vâng. À. Thế có nghĩa là em cứ đi thẳng đường to này là đi đến Ma Xí. Cứ đi thẳng thôi. Đường này hình như mới đổ được đúng không chị? Đổ từng Tết thôi. À Tết đổ. Sau Tết mới đổ. Rồi em cảm ơn nhá. Đi vào phía trong. À mọi người lại cùng anh em Huy Béo nhé, tiếp tục hành trình nhé. Vừa rồi thì dừng hỏi thăm thấy chị gái chị làm lanh, dệt vải lanh ở dưới đường thì dừng lại hỏi thăm. Đấy, với vừa rồi là cái công đoạn mà gần như là cuối cùng của việc làm cái công đoạn cuối cùng của sản xuất ra vải lanh. Bản thùng Ma Xí đi thẳng ấy. Đông. Đường đẹp nhờ? Đường đẹp, mới đổ Tết xong mà. Ở nhà đây dân xây to vết đấy. Cái nhà đây xây kiểu gì đấy? Cái cửa sổ, anh lấy cửa sổ chưa? Thấy cái này em nghĩ là mấy nhà này ở trung tâm xã nó thế. Là trung tâm gần đường mới được thôi à. Đây, đường này làm anh nhờ thì với hoa cảnh đẹp. Đây là cái khung cảnh này, mọi người nhìn thấy không? Đây là cái khung cảnh con đường đi lên biên giới nhé, đi vào cái thôn Ma Xí đấy. Đúng rồi, nhiều người ta đọc cái thì là Ma Xí đúng, nhưng mà đúng cái tên của nó là Má Xí. Đúng rồi đấy. Má Xí, Má Tìa. Má Xí, Má Tìa rồi Má Lũ. Má Lé. Má Lé. Toàn má. Đấy, các bạn dùng cái này đi. Trên này đúng không? Trên này là khó phết.
Và đây thì mình lại thấy một bài, thấy một cái bản, đó là bản thùng à? Đúng rồi, bản thùng. Thùng. Em lần đầu nghe thấy đấy. À. Anh xem ở trên bản đồ thì thấy cái má xí thôi. Mình chọn những cái nơi quay clip đúng là toàn những cái con, có những cái con đường mà đi bên vực rồi nhỉ. Đúng rồi. À tắc tằng. À đây. Đây đúng, ma xí này, tắc tằng này. Ở dưới này là làng tắc tằng. Tắc tằng này thì là một cái làng chủ yếu là người dân tộc Giấy. Ở dưới này là tắc tằng dân tộc Giấy đấy. À, nhìn nhà nào thấy là giống người Giấy rồi nhỉ. Ừ. Thế... À, anh em mình phải vào đấy nha anh ạ. Vào, anh vào 1-2 lần rồi. À. Nhưng mà cái bản thùng kia thì hôm nay đúng là lần đầu tiên nghe tên. Chắc cũng chưa làm đường nữa, chưa các bản đâu, mình chưa biết. À. Ôi nhìn đùa chứ đúng là bảo ấy trên cái những cái bản này trên treo leo ở giữa vách núi luôn đúng không? Đúng rồi. Nếu mà nói như cái anh Hoàng Nam ở trên kênh ấy, kênh Chelombi ấy thì là biệt lập luôn nhìn. Những cái bản ở trước ngang tay đường anh đường lên thì khó khăn rồi kìa. Ờ. Xem ở trên cái bản đồ này mọi người ạ, thì là cái xóm ma xí này ấy, thì là nó nằm ở trên một đỉnh đồi mà cái sườn đồi đấy nó xuôi xuống là giáp với lại cái con sông Nho Quế nhé. Và mọi người cứ theo dõi video thì chút nữa em sẽ vào đây, nếu mà khung cảnh nó tiện ấy, thì em sẽ quay từ cái làng xuống từ cái khu cái làng ma xí này quay xuống sông Nho Quế cho mọi người quan sát. Bởi vì là ở cái khu Má Pì Lèng ấy thì nó là hoàn toàn hai bên sông của sông Nho Quế thì là thuộc Việt Nam. Nhưng mà từ bắt đầu từ số Má Tìa ấy nhờ. Đúng rồi, từ Má Tìa đổ lên Má Xí rồi đến Lũng Cú là một bên là Việt Nam, bên là Trung Quốc rồi. Đúng rồi, đấy, một bên sông là Việt Nam, bên sông Trung Quốc, đúng không? Ờ. Ôi. Bên kia là thủy điện Sáu Hồ, thủy điện Sáu Hồ. Nó thủy điện, thực ra nó là cái thủy điện nhỏ. Tôi nhìn này, cảnh nhìn đấy nhờ, bao la nhờ, bao la bát ngát luôn đấy. Làm gì đấy? Cái này là mình làm gì đây anh? Làm ruộng à, làm ruộng á? Vâng. Ôi. Cái ruộng này để mình trồng ngô này, ít nước cấy chú, cây lúa. Đây là cải lúa mà. À, cây lúa. À. Gạo đấy. Em bé kìa. Làm bây giờ san này nâu không chú? Hả? Làm hết một cái ruộng này hết nâu không chú? Làm mấy ngày xong? Cái này chỉ có làm một hai ba ngày xong mà, cái này chỉ có đào quát cái đá này ra, quát cái đá ra này chỉ làm một hai ngày thì xong nhau. Ôi kìa em bé kìa, em bé làm kìa, cẩn thận nó vào chân kìa. Không sao đâu. Đó. Để con này nó. Ừ. Đấy. Em bé được bao nhiêu tuổi rồi? 2 tuổi. 2 tuổi á? Vâng. Ờ. 2 tuổi trông bằng thằng gấu nhỉ? Ừ. Đấy. Ui ôi. Nhìn nguy hiểm thế. Đắp vào để nó bờ đấy. Cái này đắp bờ. Trên này cứ trồng ngô rồi chú, có trồng được lúa không? Trên này không con biết, ở trên có cái con 2-3 thủa to rồi, anh này không con biết làm. À, nên để nước rút ở mảnh trên. Thế là cái này trồng là làm về để trồng lúa nương à? Vâng.
Rồi. Khó khăn này. Đấy. Cái này ít nữa là bò cầy ở chỗ hay máy? Cái này á? À? Cái này là bò cài cũng được, máy cài cũng được. À. Ở đây hầu như dùng bò chứ nhỉ, ít có máy cày. Đi đi vào trong tiếp đi nhỉ. Từ đây đi vào Ma Xí làm sao không hả chú? Không, đi một tí đó mà. Đi một tí à? Thế nên mà đi lên biên giới có sao không? Đi gần chỗ đường biên giới ấy. Không sao đâu. Ờ. Đi một tí đến luôn. Rồi, cảm ơn nhá. Càng ngày càng lên cao nhỉ. Mọi người, mọi người thấy không, bây giờ em với lại em béo đi được nửa đường ấy. Mà lúc này thì đi chỉ có thấy lên dốc thôi. Vậy cao thật. Gần như là cao ấy. Hả? Anh nhìn được trước này còn lên dốc thôi, lên đỉnh luôn rồi. Đến đỉnh chưa? Chắc là bắt đầu đi xuống đúng không? Ờ, em nghĩ chắc bây giờ điểm này là điểm cao nhất. À. Cái đường này đấy. Bây giờ thì anh em Huy Béo đã vào trong cái xóm Ma Xí rồi nhá. Đây này, đây là đầu xóm này. Mọi người nhìn trước đầu ngón tay em này. Đấy, phía trước đầu ngón tay em đấy là những cái xóm nhỏ nhá. Đấy, những cái xóm nhỏ, những cái ngôi nhà nó ở nó quây quần gần nhau. Cuối đường ấy. À, mọi người cùng em với Huy Béo đi một đoạn đấy nhé. Thì vừa rồi thì là gặp mấy anh biên phòng, thì mấy anh bảo là đi một đoạn là hết đường. À đây hết đường. Từ nhà này nhà cuối rồi đúng không? Đi đi thẳng ra đây rồi mình em. Đến nhà người ta. À, đây qua đây đi. Qua gầm nhà này. Đi vào xem nhà người ta như nào. Đây. Chưa qua nhà. Trưa nên là chắc dân người ta nghỉ trưa hết rồi, kể cả thấy ai ra ngoài cũng cụt rồi. Đừng cụt chưa? Đừng cụt rồi. Thì anh như bên này vẫn còn qua cửa nhà người ta đi được hay sao? Hả? Hết đường rồi. Hết đường rồi. Nó vào hỏi xem nào. Đây là xưởng mộc à? Gỗ. Đây có mấy cái áo quan nhìn ghê chết đi được. Đâu đi được mà béo ơi. À, thì anh xem trên bản đồ nó đoạn này nhìn thấy bên Trung Quốc mà nhỉ. Ui nhìn họ đổ bê tông này, nhìn lót gạch luôn. Đâu? Ờ. Không, đấy là không phải Thiên Hương. Ở phía xa xa cái gì? Không phải Thiên Hương đâu. Đấy là bản đồ ấy đấy, Thiên Hương ở góc bên kia mà. À đúng rồi, Thiên Hương. Thiên Hương, em bảo Thiên Hương mà. Thiên Hương. Cái nhà mái tôn đỏ này, nhà Tâm Ngân bản Tuấn Trang. Ừ. Mà đi là quay lại đi mà. À mọi người ạ, vừa rồi thì
anh em Huy Béo đi vào đây nhưng mà đến đây lại đường cụt mất. Anh em sẽ quay ra, mọi người cùng anh em mình quay ra nhé. Đi vào cái trong cái xóm này thì đường nó nhỏ, vừa xe máy đi không à. Đây chắc toàn người dân tộc Mông ở. Người Mông thôi. Đi. Đấy đi anh đi bộ. Đây có một căn nhà chỉnh tường mọi người ạ. Em vào. Em chào anh. Em vào chơi một chút được không? Con anh à? Ừ. Vâng. Đang sửa xe cháu à? Vâng. À, cây này đây là cây lanh đây phải không anh? Để làm cái vải lanh ấy đúng không? Vâng. Vâng. Mình là người dân tộc Mông ấy. Vâng. Ok em xin phép em vào chơi thôi. Nhá. Em thấy đằng trước nhà mình đang treo cái vải lanh ấy. Đấy. À, giới thiệu mọi người đây là cái vải lanh. Cái vải của người dân tộc Mông nhé. Người ta để làm ra một cái một tấm vải như này mất kể cả cái từ cái công đoạn mà trồng cây lanh ấy, mất cả năm làm một tấm đấy anh nhỉ. Cái này là chị làm chứ không phải anh làm đâu đúng không? Cái này chị làm. Vâng. Nhà đàn ông mình đi làm nương với làm những công việc khác nhỉ? Nhà anh ở trong này lâu chưa? Đấy, nhà cũng ấy rồi nhỉ? Nhà mình cũng... Nhà chắc cũng được lâu rồi, cái tường nó, tường đất này nứt hết rồi. Nhà mình là nhà chỉnh tường ấy nhỉ? Vâng, em cảm ơn nhé. Vâng. Một tí à? Vâng thôi em cũng xin phép em đi luôn. Em đi chơi, đang đi vào trong này chơi xem ở trong trong xóm mình đây là có cái gì, nó cuộc sống nó như nào ấy. Vâng. Vâng. Thế ở đây là hầu hết là người Mông anh. Thôn Má Xí đấy nhỉ? Thôn Má Xí B. Má Xí B anh. Thì Má Xí A ở đâu anh? Masia bên kia. Hôm nay đi vào gặp anh tên là gì? Danh Bí Vàng. Anh Vàng à? Vâng. Thì anh em Huy Béo vào đây thì là gặp anh Vàng thì cũng được anh giới thiệu. Thì là đây là nhà anh Vàng này. Một ngôi nhà chỉnh tường cũng tương đối lâu rồi. Đấy, hai cháu nhỏ con anh. Hai giống anh nhỉ? Thì là anh giới thiệu đây là nhà anh, đây là khu này là thôn Má Xí B. Còn Má Xí A là đâu anh? À bên kia. Vâng. Thế từ đây anh từ đây mà đi sang sông Nho Quế, đi sang cái đất Trung Quốc ấy có xa không anh? Không có. Ở ngay đây á? Nếu mà đi bộ thì mất bao lâu anh? Đi bộ á? Vâng. Đi bộ đi bên này được đi. À đi qua đây anh. Vâng. Em xin phép nhá, em cảm ơn anh. Em vâng ạ. Hôm nào em vào chơi sau nhá. Em đi đây. Đây. Đường này đường cụt nhưng mà em lại quay ra mọi người ạ. Tôi quay
quay ra, bởi vì đây cũng là cái nhà anh, chỗ nhà anh Vàng đây thì cũng, đây cái nhà chỗ sau bụi tre đây thì cũng là gần như là đường cụt rồi, cuối xóm đấy. Em chào anh. Đi đâu về anh? Đi đâu về đấy? Dạ. Vâng, em đi chơi mà anh. Anh đi đâu về? Dạ. Đi uống rượu về à? Thấy hơi say say rồi đi uống rượu à? Thế không đi làm nương à? Trời này không đi làm nương à? Không, mà nay về. Mà nay phải về làm việc xong rồi. Ờ. Ờ, nói làm xong. Không làm gì đâu. Không làm gì là ở nhà không đi đi ừ, chơi đâu. Ở nhà đâu. Gặp bạn bè, gặp hàng xóm uống chén rượu ấy nhỉ? Ờ, thấy. Ok anh, nhà anh bên này à? Ờ, vâng vâng. Cái chai Đông Đông Kiếp. Ừ, đã ở phía cây chai Đông Đông đi. Ờ. Ừ. Nhà đường này còn đi được không anh? Còn đi sang bên kia đường nữa không? Đi đường á? Ờ, đường này đi ấy, đường này có đi thêm được không anh? Ờ, đi đường đúng không? Đi được à? Đi đường á. Đi sao? Đi đường nhưng mà phải đi ăn xong đi chấm cuối cùng nhưng mà phải kéo lại về. Phải quay lại á? À. À. Cũng phải quay lại về cái đường này về. À, vẫn phải quay lại về. À, đường cụt, ý anh là đường cụt. Nhưng mà phải về cái đường dưới này cũng phải về được. À, đường, đi qua đây không là qua đường này về được anh? À, về được. À, Huy em thử lấy xe em phi ra kia nào. Vâng. Anh là người ở Ma Xí luôn à? Ờ, Ma Xí luôn. À. À. Đây là Ma Xí B. Em vừa hỏi anh Vàng ở trên kia thì anh nói là đây là Ma Xí B. À, đây Ma Xí B. À, gần Trung Quốc. Bên kia là Ma Xí A. Vâng. À. Thế đây là gần Trung Quốc này. À, đây gần Trung Quốc. Trung Quốc nó có sang Việt Nam mình không anh? Không sang bao nhiêu mà. À, người nó không cách, sang đâu. Cách là 100 mét như thế. À, năm sáu trăm mét năm sáu bảy trăm mét như thế à, là nhìn thấy Trung Quốc à? À, đi đấy bia giấy thôi, dương giấy thôi mà. À, thế thì đi qua đường nào thì nhìn thấy Trung Quốc anh? Ờ? Em muốn nhìn Trung Quốc đi qua đâu? Đường này cũng nhìn thấy đấy. À, đi qua đây nhìn thấy. Thấy nhà của họ không anh? Ở thấy nhà nó của nó. À, đi em anh đi nhỉ? Đi anh về nhà anh chơi luôn nhá. À, được. Mọi người theo mình nhá. Anh tên là gì? Anh là tên Hồng Mỹ Sò. Anh Sò. Vâng. Hai ông mít xong. Vâng ạ. Anh đưa em đi chơi một tiệu nhá. À, được. Được rồi nhỉ. Hôm nay là cũng không đi làm gì cơ mà. Vâng, hôm nay ở nhà thôi đúng không? À, vâng. Nhưng mà em không đi uống rượu đấy. Không. Lớp uống mà uống tí, nó không uống thì không uống, có việc thì không uống. Vâng. À. Yếu đã phải tới tắt không em. Anh Sò năm nay bao tuổi rồi? À, 31 rồi. 31 rồi á? Không phải 31 tập nữa, không phải 31 rồi. Vâng. À, phải 38 rồi. Ông 38 rồi á? À, 38 tuổi rồi. Vâng. À. Ở đây mọi người ạ, thì đây, hầu hết nhà đây vẫn là nhà chỉnh tường này. Đây. Đó. Đi, đi qua đây đi, xong là mình đi xuống nhà anh, đi ra em nhìn đất Trung Quốc nhá. Đấy. Ồ, đâu, có nhìn thấy nó đâu anh? Thấy không? Phải đi nữa. Ờ, sao bên kia nước. Ừ. Đưa không phải xấu, đưa cũng phải tốt. Vâng. Ờ, đưa nhưng mà phải nhựa hết, nhưng mà đưa không phải xấu đâu. Đường bê tông, đường bê tông. Đưa không phải nhựa bình thường đâu. Vâng. Ở Ma Xí Bê này thì là người Mông này. Đó, có người dân tộc gì nữa không anh? Ờ, chủ yếu là người Mông thôi. Ờ, vâng. Mọi người thấy ở cái làng này thì là đây
những ngôi nhà nó cứ bám sát 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 ở những cái sườn đồi ấy. Trong này không có dân tộc khác, chỉ có dân tộc Mông á. À, chỉ có dân tộc Mông thôi. Ôi anh, cái này là cái gì ấy? Đây này. Đây là cái ong đấy. À, cái này để tổ ong á? À, để tổ ong đấy. Đây là cái tổ ong ấy, bảy ong. Vâng, mọi người nhìn thấy đây. Nhưng mà nó chưa về. Vâng. À, để nó khác về chưa đấy? À, nó keo á. Nó keo cái ong ấy. Vâng. Nhưng mà nó cho về. Đây là một căn nhà chỉnh tường nữa đấy mọi người này. Bằng đất luôn đấy. Hai căn. Phía trước này là chuồng bò này. Nhà cũng hoàn cảnh lắm này, nhà đất này. Tường các thứ cũng nứt rồi này. Ở trên là gió vào nhà này. Đấy nhờ. Mọi người nhìn. Có ở nhà không anh? Đấy, nhà tạm thôi anh ạ. Đây này, em nhìn này. Đây này, cứ là công trình nhà tạm thôi. Đấy, nhờ. Cái này thì mùa đông gió lạnh lắm. Theo em với anh Sò nhé. Đi sang bên này thì là sang cái khu vực mà ở cái thôn Ma Sĩ B. Đây, sang cái khu vực Ma Sĩ B mà có thể quan sát thấy khu vực ở bên dưới luôn. Đi sang bên đầu bên này. Bên này còn nhà ở không anh? À, sát bên này đi là không có rồi. Không còn nhà ở đấy? À, không có. Chủ yếu là đi làm việc. Đường này phải đường đi làm việc. Là đi làm nương. À, đi làm nương. Vâng. Là trực phụ. Trực vũ vệ. Đây có rừng sồi đẹp nhỉ? Đây là cây sồi đấy anh nhỉ? Sồi đấy. Sồi này lớn chậm lắm. Huy ơi, đẹp nhở? Thằng béo để xe nó đi bộ nhá mọi người nhá. Nó nhẹ quá, bây giờ có mấy 103 cân nên là đi bộ để cho nó giảm cân. Nhưng mà cái này, em xin phép trêu mọi người tí, nhưng mà đúng sự thật là 103 cân nó kêu nó giảm cân từ lúc 98 cân đấy. Nó kêu giảm cân từ khi nó giảm cân đến bây giờ là nó còn 103 cân. Đây là mốc rừng phòng hộ. Đây là mốc rừng phòng hộ, chưa thấy cái mốc bên dưới. Ở đây cao đấy nhá Huy nhá. Rừng đây cao lắm. Sắp đến chưa anh? Đấy là cái đỉnh trên này như đấy. Như đấy em ở dưới trong mà nốt tập. Thấy nước à, thấy con sông Nho Quế phải không? Đấy là rừng giấy. Đấy là rừng. À, nhìn thấy là rừng giấy. Đấy là nhìn thấy nó tốt như là rừng giấy. À, với em mình đứng ở trên đỉnh này mình nhìn thấy đất Trung Quốc, nhìn thấy con sông Nho Quế đúng không? Đúng. Vâng. Sắp đến rồi. Mọi người theo em chút nữa nhé. Bà con mình đi làm còn những cái đường mòn này. À, mọi người có nhìn thấy không? Xuyên qua cánh rừng sồi. Đấy. Thì em và anh Sò với lại thằng béo nhá. Đến đây là khu này là bắt đầu đến cái một cái đỉnh đồi mới đây. Toàn nương ngô. Năm nay là chủ yếu là một cái mùa là chắc còn không tốt. Ngô không tốt à? Ừ, đấy, chỗ kia thì cây bé tí này, chỗ này thì cây to này nhờ. Trời mưa đúng không anh? Ôi trên này bao la bát ngát luôn này Huy này. Rộng
chỗ này chưa phải cao nhất đâu mọi người nhá. Đây, đây. Đó, ở phía trên kia có một cái đỉnh đồi cao hơn này. Theo anh nghĩ thì cái đỉnh đồi kia là gần như là cao nhất ở khu này đấy Huy ạ. Đấy. Cây lanh. Đây giới thiệu mọi người, đây là cây lanh, đó. Vườn lanh để làm ra những cái sợi vải lanh ấy. Rồi là người ta nhuộm thổ cẩm đấy, là phải có những cái người ta dùng cái thân cây này tước vỏ nhé mọi người nhé. Ô. Đến rồi. Trung Quốc là bên kia. Ờ. Bên kia là Trung Quốc. Bên kia là Trung Quốc. Vâng. Ô. Đến cái mỏm đá kia nhìn sang anh. Ờ. Bên thế bảo Huy lấy xe đi. Đi nhảy hơi bắt tội anh. Đi xuống một tí nữa nhờ anh Sò nhờ. Ừ đi nhờ. Đi nhìn thấy sông không? Nhìn thấy nữa. Vâng. Đi đường này. Đến mỏm kia đúng không? Đi đâu này. Đi em anh với lại Huy đi nhá. Đi này phải đi nó chắc là không thấy mấy nhá. Vâng, đi ra mỏm kia nhá. Vâng đi. Mọi người ạ. Đây này. Ở phía trước nhá. Ở ngay trước mặt em đây này, đầu tay mà nước ngô xanh đây là vẫn là đất của Việt Nam mình nhá. Thì cái phía xa xa, đây em zoom lên cho mọi người xem này. Đó, ở phía xa xa mà có những cái lằn mà vàng vàng ấy, những con đường ấy, thì đấy chính là phần đất của Trung Quốc rồi nhá. Ở cái khu, đấy là cái trạm kiểm soát của bên người ta đấy. Nhà anh có nước ngô ở đây không? Có bên kia có. Ở phía bên kia là nương nhà anh à? Bên kia là ngô tây bế nhà của anh. Vâng, ui anh này. Mọi người nhìn này. Đúng là năm nay như anh Sò anh nói lúc nãy thì là cái ngô năm nay đúng là hạn hán này, xong là nó bị cằn đến cái tầm này rồi mà cây này còn chưa mọc nổi một gang. Mà trồng được bao lâu rồi anh? Trồng được 1 tháng. 2 tháng rồi đấy nhờ. Trồng được hơn 1 tháng rồi ấy. Đấy, thế mà cây ngô nó ở cái mảnh nương này nhá mọi người nhìn nhá. Cây nào mà tốt thì được 40 phân. Đây, so với lại cái mảnh bên này mà cùng cái thời gian trồng nhá. Là bây giờ nó mới được cây nó to như này. Nếu mà so với lại ở nơi khác là người ta bắt đầu có quả rồi đấy anh nhờ. Vâng. Với cái đậu này. Ở bên dưới nương này như có một chị đang ấy sao á. Ui. Thấy không? Ở đây mọi người ơi này. Đến bắt đầu đến mỏm đá rồi nhá. Thì là phía dưới này là thấy. Huy ơi. Anh Sò ơi, anh với Huy ra kia đợi em nhá. Đứng ở gốc cây, Huy đứng cùng anh ở chỗ gốc cây mát mát đợi anh. Anh thấy có chị đang làm đây, qua cho chị ấy chân nước. Thấy chị làm vất vả quá mọi người ạ. Bây giờ là bao nhiêu giờ đây em xem này. Em chào chị nhá. Ôi chưa nắng nhá, đây mọi người nhá này. Đây cho một dí sát màn hình cho mọi người. 11:40 này. Mà đây có một chị vẫn còn đang làm nương một mình này. Đấy, mà giữa cái trời nắng chang chang luôn. Mọi người nhìn thấy nhá. Này, em quay lên này. Đấy, nắng gắt trời xanh luôn. Đấy, trời xanh ngắt luôn mà chị vẫn làm đây. Ô, không phải mình chị đâu mọi người ạ. Đây có cả một cháu nhỏ cơ. Cháu nghỉ hè đi giúp mẹ à? Có biết tiếng, biết nói không? Biết nói tiếng Việt không? Đấy. Em hỏi cháu không trả lời. Ở đây gió nhỉ? Ôi. Cháu năm nay bao tuổi rồi? Hắn tao sung rồi. Mấy tuổi chị? 7 tuổi à? À rồi. Thôi đi qua đây xuống. Chỗ này là hơi dốc đây. Nhà mình trồng cây lạc phải không? Đây cây lạc chứ. Đúng không chị? Ôi, hình như là ở ngay mép nương nhà mình, đây bên dưới này là cái vực à. Đây em
Chị có khát nước không? Không khát nước á? Không, đi làm buổi trưa này. Làm như này buổi trưa về ăn cơm chứ. Bây giờ 12 giờ rồi. Ăn cơm ở đây hay là về nhà ăn cơm? À, nhà chị ở xa đây hay ở gần đây? Ở bên Má Xí à? Dạ em đi chơi. Đây chị ơi, đây à, thấy chị làm thế này. Em chả có bánh kẹo gì đâu, có chai nước lọc để uống nha, đỡ mệt nhá. Em uống được mà. À? Không ở đấy cầm đi. Không thì em lại cho cháu cũng được. Đây cho cháu nhá. Ừ. Cháu tên là gì? Hả? À? Sao phải xấu hổ này, uống nước đi. Xong đi vào số gốc cây ngồi cho mát nhá. Lấy đi đấy. À. Không có nước ngọt, chú không mua nước ngọt đi nhá. Ừ. Thôi làm cái lạc này. Nhà có trồng ngô không hả chị? À. Đấy, trời nó không mưa nên cái lạc cũng không được tốt lắm đâu. Bên này là đường đi Trung Quốc à chị? Bên này là bên kia là Trung Quốc rồi đúng không? Đấy, nha. Còn đây là vẫn là Việt Nam mình nhá, đúng không? Việt Nam mình là ở dưới con sông và dạt về. Đây chính là con sông Nho Quế này, đầu ngón tay em này. Còn bên này sông Nho Quế nhá. Về phía dạt dạt về phía bên này này. Dạt về phía bên đúng ở đây ở bên phải luôn đi. Thì là đất Việt Nam nhá. Còn ở phía bên kia sông Nho Quế thì là thuộc đất Trung Quốc nha mọi người nhá. Đây mọi người nhìn này. Đấy, ở phía xa xa kia người, cái máy này của em không zoom được ấy nên là chỉ nhìn vậy thôi. Ở phía xa xa kia chính là đất Trung Quốc rồi. Ở phía đấy thì người ta làm những cái chốt kiểm dịch ạ. Mọi người xem chúng ta chú ý kỹ thì có thể nhìn thấy nhé mọi người nhé. Vực thẳm vực sâu quá đẹp luôn ạ. Thôi em chào chị nhá, em lên trên đây. Hẹn gặp lại chị nhá. Vâng ạ. Trưa nắng ạ. Cũng giữa buổi trưa luôn, đúng là vất vả mọi người ạ. À, sống ở nơi xa xôi cách trở rồi thôi thì là cái thời tiết, cái khí hậu nó lại còn không ủng hộ ấy. Ngô rồi là ngô rồi là lạc là con trồng nó còn không mọc được ấy. Anh Sò với Huy ở chỗ cái đẹp ấy nhỉ. Huy. Đẹp không? Đẹp không? Không xuống đâu anh ạ. Bây giờ đang mùa dịch anh Sò ạ. Bây giờ ấy đang dịch, nhà nước đang cấm nên là mình hạn chế về những cái nơi sát biên giới anh nhá. Vâng, nó nguy hiểm lắm. Đây. Ui đẹp nhở. Đây. Đâu? Thượng nguồn à? Ui. Lúc bên kia là đất gì rồi anh Sò? Bên kia là ui. Ôi. Em giật mình. Dưới này là vực sâu. Ôi anh đang uống rượu. Anh Sò vừa uống rượu. Anh ơi, anh đứng đây. Sợ lắm anh ạ. Dưới này vực. Không ạ, Huy giữ anh đi. Đứng đây anh ạ. Anh uống rượu thôi. Anh Sò uống rượu. Đây còn đây là vực sợ vực thẳm này. Không, anh không phải dưới em đâu. Nhá, em phải dưới anh ấy. Kia đường bên kia đường. Thế là ôi. Quá đẹp luôn. Anh nhìn ra xa trên đỉnh núi chưa? Phi cẩn thận em ơi. Ok em biết. Một chân mày. Cái này là trong quất là thùng đấy. À giời. Đây mới là mỏm đá từ thần nguyện. Đó là dân tộc Dao. Dân tộc gì anh? Dân tộc Dao. Dao á, dân tộc Dao. Ở bên này là người Dao anh. À người Dao. Ôi mọi người ạ. Hiện anh nói phải dân tộc Mông. À. Đây, anh giới thiệu em về cái hai cái làng của Trung Quốc đúng không? Đúng rồi, anh cái làng bên kia của người Dao. Đây, cái làng ở trước ngón tay em đây đúng không?
là của người Dao. Người Dao, người Giấy ấy, đúng không? Đấy, còn phía bên này đây, đây, đây. Còn đây, đầu ngón tay này thì là của người dân tộc Mông. À, thì là người người dân tộc ở bên kia, người ta phân theo theo dân tộc. Dưới chân em nó là cái vực sâu thăm thẳm này. Nếu mà không có mấy cái cây này mọi người sẽ nhìn thấy luôn. Huy bảo anh đứng bên kia. Đấy, ngồi anh ơi. Anh ơi, ra kia ngồi đi. Không sâu đâu mà. Dạ. Đúng là chỗ này không sâu. Vâng, vâng. Thôi em cũng đi ra đây anh. Huy để ý anh sỏi. Anh không uống rượu không sao, nhưng anh uống rượu rồi. Em sợ. Đi đi anh ơi, đi ra đây đi. Phía trước đầu ngón tay em đây ạ, chính là con sông Nho Quế đây mọi người này. Đây em zoom to lên cho mọi người nhìn này. Đấy à, đây đầu nguồn. Đây là đầu nguồn con sông Nho Quế nhá mọi người nhá. Thì cái thời gian này ấy, thì nó đúng là nước nó hơi nhỏ, nên là mọi người có chỉ thấy thông thoáng những cái chốn màu xanh nhá mọi người nhá. Phía xa kia mọi người này, đây nhá, phía xa xa này, với cứ dọc theo con sông Nho Quế này lên phía trên đấy, thì là chúng ta sẽ đi đến cột cờ Lũng Cú nhá mọi người nhá. Em đến cái điểm này thì bây giờ cũng là 12 giờ hơn rồi. Em với lại Huy Béo cũng xin phép quay lại đây mọi người ạ. Quay lại cũng đưa anh Sò về nhà. Huy ơi, anh em mình quay lại đi. Đấy, anh thấy anh Sò anh cũng mệt mệt đấy. Lúc gặp anh hình như là uống rượu rồi. Sợ nhất là đi say nắng. Đi trước đi. Giảm cân hiệu quả nào. Chấp cái trước. Chấp cái lên. Xe để đâu? Xe để mãn hoài. Anh tưởng để trong này. Vâng, xuống nhà anh chơi một chút. Vâng. Anh đưa đi như thế, bắt tội anh thế thì em phải vào cảm ơn anh chứ. Nhưng mà nếu mà theo phong tục của người Mông là, theo em được biết thì theo phong tục của người Mông là khi người đàn ông vắng nhà là người vợ là không được phép tiếp khách phải không? À không, nó không phải thích. Nó không phải thích, nó không phải chết hay. À đây anh. Ơ sao cái tách nước này để đây làm gì anh? Cái đấy. Vâng. Cái đấy là để nước mưa. Mọi người ạ, đấy như em nói điều kiện tự nhiên nhiều khi người ta khó khăn đấy đây. Cây này cây tre, bổ đôi này, làm thành cái máng để đón nước này. Đón nước từ máy bơm lô ấy mọi người nhé. Đây, đón nước để ra đầu đây, để chảy vào bể này. Và cái bình, gọi là cái thùng đi nhờ. Cái thùng này sẽ đón những cái nước thừa bị nó trào ra. Người dân đây tiết kiệm từng tí nước một nhá bà con nhá, mọi người nhá. Như nhà này, bây giờ nhà anh Sò cũng hoàn cảnh đấy. Anh Sò ơi, cái này sắp rơi rồi này anh. Đây này, cái máy bơ lô này. Cái đấy là nó sắp rơi rồi. Đây anh. Chính là cái nó. Sao không sửa được hay là như nào? Không phải không sửa được, cũng phải cố rồi. Vâng, vâng. Nó cũng phải tới em cũng được. Đây biển nước. Vâng. Ơ thế cái bể nước này sao lại có tí nước lại bị giò anh? Cái đấy đã rửa xong rồi. Ừ, nó không bị giò đâu đúng không? Rửa 2-3 không chết khi mà đã rửa xong rồi. Vâng. Ủa cái này là năm 2001 à? 2001. Thừa vào số 0 rồi. Ừ, cái đây là sẽ chính xác là 2001 thôi. Dạ. Toàn xóm Ma Xí. Nói chung chữ mới hết rồi. Chữ mới hết rồi. Xóm Ma Đế.
Đồng Vam. Ừ. Đây, từ năm 2001 là được 20 là trước khi phải 20 năm. Phải chủ công một tí rồi. Cái bể nước này làm được 20 năm cho tất cả bà con ở trong cái xóm. Trước khi phải nghiên cứu rồi. À, nhà mình là có một con bò và lợn, thế là cũng có thu nhập rồi. Chỉ có hai mẹ con. Vâng. À, có bò bê. Có nuôi gà không anh? Ừ. Ờ đấy. Gà đi chơi hết à? Ờ. Gà chỉ có mấy con. Đấy, có mười mấy con bé bé. Có mười mấy con bé bé nhưng thế là tốt rồi anh ạ. Đã đi chơi hết rồi. Lao động thế là tốt rồi anh ạ. Vâng. Đấy. Biết làm thì là cuộc sống nó đỡ khó đỡ khổ anh ạ. Thôi vào nhà anh tí. Ô. Oh. Đây, chị cũng đang làm cây lanh hay sao ấy? Nó làm lanh bé. Ồ. Nó đang làm vậy nhé. Cái đấy là mẹ con nó đó. Nó là cái việc của nó. Tao không biết. Cái đấy bỏ đi à? Đó. Cái đấy bỏ đi à? Cái này á? Vâng. Nó chưa bỏ. Nó chưa sống. Ừ. Đó. Ê, có điện rồi nhỉ? À, có chứ. Vâng. Ấy, bỏ đấy à? Vâng, kệ em. Đây, bếp lò này. Hơi tối mọi người nhé. Mọi người thông cảm cho em là... Đây. Không phải ấy đâu anh ạ. Đây. Đây là cái bếp lò nha mọi người nhé. Trời hơi tối, nên ở trong nhà anh hơi tối này. Đây còn cái phía bên này là cái giường ngủ. Cái giường đây, cái chỗ nghỉ của anh này đấy, cái giường nhỏ thôi nhỉ. Đây cái chân giường uy nhỉ. Đấy còng vẹo hết rồi. Cái này tự làm anh? Tự nghĩa làm á. Vâng. Hai đầu giường che chắn bằng cái bạt xanh đỏ của Trung Quốc này. Đấy, góc nhà này còn ít lanh. Người xem. Ô, chỗ này là còn chỗ ở à? Cái đấy còn một cái giật còn một cái giật mà cho con tránh vợ của con tránh ấy. Ở phía ngoài này em lại tưởng là nhà bếp. Đây là cái gian buồng của con dâu anh Sò nhờ. Vâng, gian buồng con dâu anh Sò. Xung quanh cuốn bạt và bên ngoài được che chắn bằng một lớp che đan nhé mọi người nhé. Đây, em ra bên ngoài em sẽ quay chi tiết đây. Che. Đây. Mọi người nhìn thấy rồi nhá, nhìn kỹ nhá. Đây, em quay chi tiết cho mọi người nhá. Đây là cái gian nhà mà con dâu của anh Sò ở nhá. Thì thật ra thì cái tập tục người Mông vậy mà. Làm gì đây cũng không có khóa, thế cái chân là chân đạp xe máy. Rất đây. Thế là bên này là con dâu ở. Trên còn ngô không anh? Trên gác thì không ở được mọi người ạ. Dưới này là bếp lò rồi. Thì là chỗ kia là chỗ nghỉ, buồng nghỉ của vợ chồng anh Sò. Đây qua cái tường này. Ô, cái tường này mới đục này. Đục sang nhé. Ừ đấy. Đấy đục thành cửa này. Đấy. Bên trên gác 2 sẽ là nơi để lương thực này, thực phẩm này. Rồi là nơi tích trữ những cái đồ nhé mọi người nhé. Thì cái khói nó lên nó sẽ là cái nơi để bảo quản này. Muối. Anh mua làm gì nhiều muối thế anh Sò? Dạ. Em thấy trên này nhiều muối lắm. Mua vậy ăn luôn đấy. Ôi mua nhiều vậy á? Dạ, mua vậy ăn luôn.
2, 4, 6, 8, 10, 12 gói liền anh. À, mua một tải to à? Vâng. Ngô vẫn còn. Anh làm gì đấy? Không phải pha nước đâu. Em không uống đâu, anh không phải pha đâu. Làm phiền anh lắm. Đấy, bắt tội anh đi trời nắng rồi, bây giờ lại còn pha nước. Cũng xin phép anh thôi. Muộn rồi thì là em với lại Huy đi lên, đi ra ngoài phố. Bây giờ anh đi thẳng thôi đi. Nhưng mà không đi chơi ở xóm nào mà. Đi xóm rồi, đi quanh quanh đây rồi anh ạ. Em chia tay anh Sò. Thì anh em Huy Béo cũng xin được phép kết thúc video về cái thôn Má Xí. Phải Má Xí không nhỉ? Ừ. Về cái thôn Má Xí tại đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Nói đúng hơn là hẹn gặp lại mọi người trong phần 2 của hành trình đi đến những thôn bản, những bản làng nằm ở bên biên giới Việt Trung của anh em Huy Béo nhé. Xin chào mọi người nhé. Chào mọi người. Rồi đi.